Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Tomato Hường nhé. Subscribe kênh để nhận thêm nhiều video chia sẻ mới nhất nhé. Comment bình luận bên dưới nếu như các bạn gặp thắc mắc. Ok, trong video này Hường sẽ hướng dẫn các bạn chuyển tiền PayPal không mất phí. Khi mà chuyển tiền giao dịch ở trên PayPal có hai loại. Loại thứ nhất đó là khi mình mua hàng hóa và dịch vụ và mình thanh toán cho người bán. Loại thứ hai đó là mình chuyển cho bạn bè, người thân. Thì nếu mà mình có sẵn ở số dư trong PayPal thì chúng ta khi mà chúng ta thanh toán hàng hóa và dịch vụ thì chúng ta sẽ mất phí nó khoảng từ 3 đến 5% tùy vào cái số tiền mình thanh toán. Còn nếu mà chúng ta chuyển tiền cho bạn bè mà có sẵn số dư ở trong PayPal rồi thì chúng ta sẽ chuyển không mất phí. Thì chúng ta chọn cái cách chuyển là chuyển cho bạn bè, chúng ta sẽ không phải tính phí gì cả. Tuy nhiên các bạn lưu ý là nếu mà PayPal phát hiện ra là mình mua bán hàng hóa dịch vụ mà mình lại chọn chế độ gửi cho bạn bè thì có thể là tài khoản PayPal của mình sẽ bị khóa mấy chục ngày đó. Nên là bây giờ Hường sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển tiền PayPal không mất phí bằng cách là mình chọn chế độ bạn bè. Các bạn lưu ý là trong hình thức này thì mình chuyển cho bạn bè rồi thì mình sẽ không lấy lại được. Do đó chúng ta cái người nhận phải uy tín. Chúng ta chọn mặt gửi vàng nha, mình coi thử bên kia có uy tín không thì mình mới chọn chế độ là chọn gửi cho bạn bè. Còn nếu mà mình gửi mua bán hàng hóa từ một người lạ thì mình nên chọn cái chế độ mua bán hàng hóa và dịch vụ. Bởi vì khi mà nếu mà mình không có nhận được hàng ấy thì mình sẽ có thể nhờ PayPal lấy lại, tức là chúng ta làm thủ tục điền form xác nhận này nọ thì có khả năng chúng ta sẽ lấy lại được cái tiền nếu mà chúng ta không nhận được hàng hóa và dịch vụ. Sau khi đăng nhập vào PayPal thì chúng ta sẽ thấy giao diện này. Ở đây chúng ta chọn vào Send and Request. Ở đây chúng ta sẽ nhập cái email mà mình muốn gửi, nhập email PayPal của người nhận mà mình muốn gửi đến ấy. Ví dụ Hường sẽ nhập email của một người bạn, Hường sẽ chuyển một vài đô sang bạn đó làm thí nghiệm ha. Ok, Hường đã nhập tên của người bạn Hường muốn chuyển. Bây giờ Hường sẽ nhập số tiền. Ví dụ Hường chuyển 10 đô đi. Rồi chúng ta sẽ bấm vào Change, chọn cái chế độ chuyển cho bạn bè, chọn ở trên Sending to a friend, tức là chuyển cho bạn bè người thân. Còn nếu mà chúng ta mua hàng hóa dịch vụ thì chọn ở bên dưới. Ở dưới thì nó sẽ mất phí. Tuy nhiên thì nếu mà người kia không giao hàng thì mình có thể kiện, mình đòi, mình nhờ PayPal lấy lại dùng được. Nhưng mà mất cái công đoạn phải chuẩn bị giấy tờ này nọ thôi. Hãy chọn ở trên. Rồi chúng ta bấm vào có thể add note, ví dụ mình ghi chú tặng bạn chẳng hạn. Tùy các bạn có thể ghi chú gì đó. Bấm vào Continue. Rồi, ở đây nó bảo là mình gửi tiền thông qua cái tài khoản số dư của PayPal phải không? Thì chuyển qua tài khoản số dư của PayPal thì phí của nó là 0 đô. Còn nếu mà chúng ta chuyển tiền qua người khác từ cái số tiền trong cái thẻ Visa hoặc Master của mình thì chúng ta sẽ tốn phí. Như vậy thì Hường có số dư sẵn nên Hường chọn cái chế độ PayPal Balance, tức là số dư có sẵn ở trong PayPal. Lúc này thì sẽ không có tốn phí. Để Hường bấm vào Next. Rồi ở đây xác nhận nha. Xác nhận. Sorry, Hường lấy cái hình Hường che lên một số cái mà Hường cần phải che, chứ không phải là Hường để cái hình chán chỗ đâu. Không phải mặt mình xinh quá mình để chán chỗ đâu, mà tại vì mình cần che một số cái cần che đó. Rồi ok, ở đây thì nó bảo là phí 0 đô này và chúng ta sẽ trả 10 đô. Send now. Ok, nó đã gửi thành công 10 đô đến bạn của mình rồi đấy. Xong ha. Như vậy nếu mà mình muốn chuyển mà có phí thì chúng ta chọn chế độ là hàng hóa và dịch vụ. Bạn lưu ý là khi mình các thao tác sử dụng ở trên cái app ở trên điện thoại ấy thì mình thường vẫn chưa tìm thấy cái cách mà chuyển chế độ bạn bè. Thế nên là các bạn muốn chuyển tiền PayPal không mất phí thì chúng ta chọn chế độ bạn bè, nhớ là giao diện ở trên desktop, trên màn hình máy tính nha. Thế thì còn nếu mà các bạn chưa có giao diện PayPal ở trên điện thoại thì nhớ tải lên Google Play hoặc là App Store để chúng ta tải cái app trên PayPal về, thì tải cái này rất là tiện sử dụng và chúng ta các thao tác rất là nhanh. Nhưng mà chỉ có điều Hường chưa tìm ra cái chỗ mà gửi cho bạn bè thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của Hường. Nhớ subscribe kênh và comment một điều gì đó. Xem video hướng dẫn tạo tài khoản PayPal hoặc là xem video về cách mua và bán PayPal ở kế bên, cũng như là
các video khác ở trên YouTube Hường chia sẻ về Affiliate Marketing. Ok, bye bye, nhớ tham gia vào group và follow Hường nha.